Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì mình là Đô Vy đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm mới nhất của Gucci. Một trong những sản phẩm mới nhất của Gucci, đó chính là Gucci Foundation Fluid Day Beauty. Đây là sản phẩm mà họ ra mắt vào tháng 1 vừa rồi. Bây giờ thì mình mới có cơ hội nhận được cái sản phẩm này. Hiện tại thì trên Internet, YouTube người ta review về cái sản phẩm này rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một sự rất là khác biệt, đó chính là mình so sánh một sản phẩm của Gucci Beauty, sản phẩm foundation của Gucci Beauty và cái foundation của một cái brand khác, đó chính là Fenty Beauty, để mà mình có sự so sánh được là Gucci Beauty có xứng đáng đồng tiền để mà mua hay không nhé. Tại vì sản phẩm này tính ra chắc cũng khoảng 1.6, 1.7 tiền Việt Nam đồng. Thì còn cái này thì mình nhớ là tầm khoảng 600.000 giá của Gucci foundation, Gucci mắc gấp đôi foundation của Fenty Beauty, để mà mình có thể so sánh được ok, Gucci Beauty, Gucci foundation này mình có xứng đáng đồng tiền để mình bỏ ra để mình mua hay không nhé. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu, các bạn hãy nhớ like và subscribe channel của mình nhé, để mà mình ủng hộ mình làm những cái video tiếp theo. Ok, các bạn đã subscribe rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy khi mà mình unbox cái sản phẩm Gucci Foundation này nhé. Bây giờ thì bắt đầu rồi nào. Và một điều rất là quan trọng nữa, rất là quan trọng, bạn rất là hứng khởi để nghe, đó là mình sẽ give away cái foundation này cho một bạn may mắn nhất. Foundation này mình chỉ sử dụng một lần duy nhất cho cái video này thôi, mình không sử dụng thêm ngoài cái video này, nên mình sẽ give away cho một bạn may mắn nhất. Thì cái give away sẽ bao gồm cái foundation này và là cái túi đựng foundation này và cái túi lớn foundation nữa, các bạn có thể thấy mình inbox ngay từ ban đầu, và một tấm thiệp từ Gucci. Mình sẽ give away những cái món này, đặc biệt là bạn sẽ hứng khởi nhất cái foundation mới nhất của Gucci này nhé. Và cái thể lệ để nhận được cái foundation này mình sẽ thông báo vào cuối cái video, nhớ đón xem vào cuối video nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Và đây là cái vỏ ngoài của Gucci foundation, các bạn có thể thấy. Và cái shade của mình sử dụng đây là 280C. Thì thường là mình sẽ chọn cái shade nào tối hơn cái tông da của mình. Thì các bạn có thể thấy nó khá là tương tự với cái tông da của mình. Bây giờ mình sẽ test thử cái foundation này một nửa mặt bên này của mình trước nhé. Các bạn sẽ xem sự khác biệt giữa cái một nửa mặt có Gucci foundation và một nửa mặt không. Tại vì người ta bảo trong đây là natural finish, có nghĩa là nó đưa cho bạn một cái sự tự nhiên sau khi đã sử dụng cái foundation này. Thì mình thử test nó xem nào. Mới mình chưa sử dụng nữa, nên bởi vì nó cần tốn một khoảng thời gian để bơm lên. Ok, mình sẽ sử dụng cái sponge này để chậm ra. Ok, các bạn thấy như thế nào? Một nửa bên đây là có foundation, một nửa bên đây không. Thì theo mình cảm nhận á, thì đúng là nó có đủ che phủ rất là tự nhiên. Nó không có, cái lớp foundation của nó không quá dày.
để mà che hết được những cái khuyết điểm của bạn. Tại vì mình chỉ mới có sử dụng một cái lớp mỏng thôi, để tí nữa mình sẽ bỏ thêm một cái lớp nữa lên thử, là xem thử nó có độ che phủ tốt hay không. Nhưng mà với cái đặc điểm của cái foundation này á, là chỉ có độ che phủ tự nhiên thôi, chứ không, bạn đừng có mong là cái độ che phủ này nó sẽ che phủ tất cả các khuyết điểm của bạn. Và họ cũng nói rằng là cái foundation này sẽ giữ xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ. Mình sẽ sử dụng cái foundation này này trong vòng 12 tiếng để xem thử là có giống như họ nói hay không nhé. Mình sẽ để lại comment bên dưới. Và mình không có biết được rằng là các bạn có thấy được hay không, nhưng mà mình thấy được những cái đường ven, đường răng, nó không có mịn ra, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là nó một đường răng, nó chưa có tán ra đều, mình cảm thấy như thế. Ok, để mình apply một cái lớp nữa xem. Các bạn có nhìn thấy được sự khác biệt không? Bạn có thể nhìn thấy được cái lớp foundation nó bị sần lên không? Nó chỉ hơi sần thôi, nhưng mà nó không phải là cái độ sần quá đáng. Bây giờ mình sẽ test một nửa bên này đối với lại Fenty Foundation. Ok, đây mới có một lớp thôi. Mình nghĩ là nó sẽ không có sự khác biệt nhiều lắm, nhưng mà cái Fenty Foundation đó, nó mịn hơn. Và nó rất, nó khi mà sử dụng lên da của bạn á, bạn sẽ không thấy được cái lớp sần sùi đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là Gucci và đây là Fenty. Vì các bạn có thể thấy được sự khác biệt rất là rõ ràng đây. Nó bị săn lên, lớp foundation nó bị săn lên một xíu thôi, chứ không phải là quá đáng, có thể là chấp nhận được, có nghĩa là khi mà nó không có gì mà quá đáng cả. Nhưng mà mình đang nói về cái sự so sánh giữa hai foundation là Fenty và Gucci, phần nào tốt hơn. Thì đây là cái Fenty Foundation. Các bạn không biết là các bạn có nhìn được hay không á, nhưng mà nó rất là mịn và nó tán rất là tốt vào cái làn da của bạn. Ok, bây giờ mình sẽ apply những cái phần makeup khác lên trên da mặt của mình xem thử là nếu như mà phấn phủ lên thì cái độ che phủ của hai bên như thế nào, cái độ ăn phấn của hai bên như thế nào nhé. Đây là cái phần makeup finish của mình sau khi đã sử dụng hai cái foundation. Bên này là Gucci foundation, bên này là Fenty foundation. Ok, theo như cái quan điểm cuối cùng của mình á, nếu như mà mình bắt buộc phải chọn một foundation thì mình phải chọn foundation nào, tất nhiên mình sẽ chọn cái Fenty Beauty hơn, cái Fenty foundation hơn. Tại vì sao? Một cái sản phẩm mà mang lại cho bạn cái kết quả tốt hơn sản phẩm bên kia, lại còn rẻ hơn nữa, thì tại sao bạn phải chọn một cái sản phẩm mắc hơn và không có chất lượng bằng một cái sản phẩm bên này? Đó là ý kiến quan điểm cá nhân của mình. Thì tùy chọn, tùy vào các bạn thích sự lựa chọn nào các bạn. Một là các bạn thích một cái sản phẩm mà thương hiệu trên thị trường thì các bạn có khả năng chi trả cho nó thì tại sao không nào, đúng không? Đó là sự lựa chọn của cả các bạn, còn mình thì chỉ nêu lên cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Ok, và đó là cái video của mình vào ngày hôm nay. Các bạn hãy để lại cái comment bên dưới là cái sản phẩm nào các bạn yêu thích hơn. Hãy cho mình biết cái comment bên dưới nhé. Và bên cạnh đó hãy cho mình biết những cái sản phẩm nào các bạn muốn mình review hoặc là swatch on. Cũng để lại comment bên dưới luôn để mình đọc hết tất cả comment của các bạn và mình sẽ trả lời hết các bạn comment của các bạn luôn. Đây là thể lệ mà các bạn nhận được cái giveaway này, là các bạn hãy vào trang page của JD Beauty. Mình sẽ link cái page đó vào cái description của mình. Các bạn sẽ phải like và share cái page đó
Sau đó bạn chụp cái phần like và share đó gửi đến cho trang JD Beauty. Và một bạn may mắn nhất sẽ nhận được cái Gucci Beauty này. Mình chỉ sử dụng một lần duy nhất cho cái video này thôi. Và sẽ gửi trực tiếp từ Anh Quốc về Việt Nam nhé. Nhớ đó, nhớ like và share cái JD Beauty để nhận được cái Foundation Beauty này nha. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye.